Hello, xin chào cho mỗi bạn đến với VR Academy. Mình là Zino từ VR Studio và ở video này mình sẽ tiếp tục với series Photoshop cơ bản tập 4. Thì ở tập 3 mình đã làm một cái overlay livestream cho các bạn. Hiện tại thì mình chưa biết các bạn nhận xét gì, nhưng mà theo mình nghĩ các bạn sẽ comment rằng là overlay này nó xấu quá, nó kiểu cơ bản quá, các bạn muốn gì đó đẹp hơn. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái overlay ở tập 3, nó sẽ trở nên ngầu cho các bạn xem. Thì trước tiên các bạn bật Photoshop lên, và đây chính là cái overlay cũ, cái overlay ở cái Photoshop cơ bản tập 3 mà mình đã hướng dẫn cho các bạn, chính là nó luôn đó. Bây giờ mình sẽ làm một cái thủ thuật khá là hay. Ở đây là mình sẽ làm cho những cái đường đỏ này thì nó sẽ chuyển thành cái shape, chuyển thành một, có một cái lớp mặt nạ phía trên và nó sẽ đổi màu theo cái lớp mặt nạ đó. Trước tiên là mình sẽ đổi màu cái khung game, khung chat nè, khung cam nè, mình sẽ gộp nó lại. Các bạn chọn hết tất cả ba cái đó, các bạn nhấn convert to mask object. Ok, bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ lấy cái tấm hình này, tấm hình này trên Google, mình sẽ paste nó vào. Ok, đây, ở đây mình sẽ để nó ở đây. Ok, chọn công cụ này, cần gì tê kéo ra, cái này kéo ra. Ok, giờ convert cái này lại. Ok, bây giờ cái này là ma thuật chuẩn bị hiện ra đó các bạn. Bây giờ các bạn đè nút Enter, các bạn click vào cái ở phần giữa của cái hình các bạn mới tải về và cái khung overlay, các bạn click vào đó, các bạn sẽ thấy nó khá là ngầu hơn là hồi trước rất là nhiều, đúng không? Các bạn thấy cái sự khác biệt rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tới cái khung chat. Mình sẽ làm cái khung chat cho nó cực kỳ ngầu luôn. Mình sẽ để mình sẽ lấy hình Iron Man ở đây. Mình sẽ chuyển nó thành hình đen trắng. Ok. Ok. Ok, mình sẽ để hình Iron Man ở đây nha. Ok, bây giờ các bạn kéo cái hình Iron Man nó xuống gần với cái background khung chat. Và bây giờ các bạn đè nó internet, các bạn click vào khúc giữa của hai cái layer này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn đã thay đổi. Các bạn đã thay đổi cái play mà các bạn muốn. Đó, các bạn đã có một cái play. Đó, các bạn có thể tự điều chỉnh đó, theo các bạn muốn được. Đó. À, khung chat khá là ngầu. Và bây giờ là background. Thì background thì mình chắc lấy lại hình cũ. Background ngoài cùng sao chép hình ảnh, lấy lại hình cũ. Mình sẽ để cái background của mình nó sẽ là như vậy. Mình lấy lại hình cũ đó các bạn. Control mask object, control T. Cái khúc này nó hơi tiệp màu với cái kia quá. Background này có vẻ không ổn rồi. Giờ chúng ta sẽ đổi cái background khác. Mà thường là đến khúc này là đằng sau cái overlay này, đằng sau các bạn là game hay là cái gì đó rồi. Bây giờ mình chỉ làm cho nó ngầu hơn thôi. Kiếm cái nào cho nó ngầu nha. Cái này chắc, cái này nhìn nó không được tiệp màu cho lắm. Nhìn nó vô duyên sao á. Sao chép hình ảnh. Ok, bây giờ mình sẽ cắt khúc này đi. Cắt khúc này đi của cái tấm hình. Ok, đó, coi như các bạn đã có một overlay, quá nhanh đúng không? 1 phút 30 giây là các bạn đã có một cái overlay ngầu hơn so với cái overlay cũ mình làm ở tập 3 đúng không các bạn? Thì những cái bước mà mình làm thì rất là đơn giản thôi. Thì để mình sẽ hướng dẫn, tại vì mình làm bây giờ khá là nhanh, các bạn sẽ không bắt kịp. Thì bây giờ mình sẽ làm các bước khá là đơn giản, đó chính là bây giờ mình sẽ có một cái background màu này đi, màu xanh lá đi. Bây giờ mình có một cái chữ, ví dụ như là chữ T, mình sẽ để chữ nó bự lên đây. Và mình có một tấm hình, mình sẽ lấy một tấm hình một thằng lính đi đây. Sao chép hình ảnh, các bạn paste vào và các bạn thấy tấm hình ở trên chữ T đúng không? Đây, ở trong layer thì các bạn cũng đã thấy cái tấm hình này, mình đặt tên là hình mask. Đây, con này là chữ T, các bạn thấy tấm hình nó trên chữ T. Thì các bạn kéo tấm hình vào và các bạn
đèn nó internet. Các bạn click vào khoảng giữa của tấm hình và chữ T. Các bạn sẽ cái layer hình và layer chữ T đó, thì các bạn sẽ thấy là cái tấm hình nó sẽ tiệp vào bên trong cái chữ T luôn. Đó các bạn thấy. Khi mà các bạn di chuyển tấm hình thì chữ T nó nó vẫn ở ngay cái vị trí đó. Đó, các bạn hiểu chưa? Đó, tấm hình nó tiệp trong chữ T và chữ T bây giờ nó có cái hình nhìn rất là ngầu. Và khi mà các bạn kéo chữ T đi thì đó nó cũng vậy. Mình đã làm từ một cái overlay nhìn rất là xấu, rất là cơ bản thành một cái overlay nhìn rất là ngầu như này. Các bạn đến đây các bạn có thể có khung chat nè, mình sẽ thêm một vài dòng chữ. Ở đây thì có cái chữ line subscribe mình vẫn chưa ưng lắm, tại vì nó còn thiếu nhiều thứ. Đây line subscribe sẽ cho background, mình sẽ để viền, mình sẽ background nó nè. Đó. Đó, ok, có chữ line subscribe rồi. Bây giờ sẽ để chữ line subscribe đây hả? Nhìn nó ngầu không? Nhìn nó là lạ quá. Ok. Tại vì các bạn muốn sắp xếp sao không được nha, mình sắp xếp theo ý của mình. Còn các bạn muốn sắp xếp sao không được. Ở đây mình Ctrl Z ra copy một cái y chang, mình sẽ đặt tên đó là Gino. À. Gino Gaming chẳng hạn. Mình sẽ để nó ngay đây. Ok. Còn ở phía bên này là game, còn phía bên này là game, phía này là bản chat nè, phía này là camera của mình. Có vẻ như xong rồi các bạn. Thì hy vọng là các bạn sẽ thành công. Cảm ơn bạn theo dõi video, các bạn xem nội dung tại VR Academy. Mình là Gino từ VR Studio. Chúc bạn hay vẻ và hẹn gặp lại bạn ở video sau nha. Và nhớ là hãy tập luyện thật nhiều ở nhà nha.